Anh Su à, cậu có ở nhà không? Mình bị trật chân rồi nè. Sao vậy hả? Mình cố đuổi theo quang mô nên bị té. Mình tức lắm, Anh Su à. Mình sẽ giết thằng khốn đó. Chú mình làm đại tướng trong quân đội mà. Mình sẽ mượn súng của ổng và băng. Thằng khốn đó chết chắc. Cậu mượn súng của chú hả? Mượn thêm một cây nữa đi. Nè, cùng nhau đi bắn nha. Mình tức lắm anh Su à. Cảm giác khó chịu. Giống như mang mình lên trên cao rồi đẩy mình xuống vậy. Đau đầu quá đi. Bưng 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 bưng. Giờ mình chỉ nghe thấy vậy thôi. Dì với mẹ mình cứ cãi nhau. Cứ như vậy sao mà mình chịu nổi đây. Thật tình. Dì mình đang nói giúp mình thì mẹ bảo sau khi sinh mày ra, tao chỉ muốn đem dứt đi tôi đột con quan. Bà nói vậy đó. Thấy nhà đang ồn ào nên nói mình ra ngoài ở vài ngày. Chắc mình điên mất. Nhưng là lạ sao mình lại thấy vui chứ. Bằng một phát chưa được thì bằng 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 nhất định phải chết. Bằng bằng hắn rồi, cậu sẽ làm gì trong 10 năm nữa chứ? Mình tưởng một phát là 2 năm Mình chứ. sẽ buộc tội cố tình giết người cho dù đó là tự vệ. Với lại, Không phải tên khốn đó đáng giết hay sao? nhưng mà quan mô đâu phải chỉ có một đâu. Ngoài kia thiếu gì thằng giống như hắn chứ, đúng không? Cậu nói đi, không phải sao? Hắn ở đâu? Đang làm gì chứ? Súng. Cậu không mang theo nó chứ? Khi mình giết hắn, hắn sẽ không biết được đâu. Nếu như mình dính bầu thì sao? Mình không muốn sinh con trong tù đâu. Mình ngưng thuốc được 4 tháng. Cũng hết bị tác dụng rồi. Nếu biết mình mang bầu, hắn sẽ làm gì chứ? Bỏ đứa bé cũng dễ thôi. Sau này nó lớn, mình sẽ nói thật với nó. Ba nó là người như vậy đó. Nhưng mình không làm được. Hắn đang ở đâu? Nếu cậu bao che, mình bắn luôn cậu. Hả? Tên khốn đó ở bên phải cậu đó. Xin lỗi nghe. Xin lỗi. Xin lỗi. Không tin được anh đã làm như vậy. Anh điên rồi. Anh điên thật rồi Yuha. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Anh không biết. Cứ mỗi lần khi mà nói chuyện quan trọng anh lại làm hỏng nó. Anh đã từng thề trước mộ của ba. Anh không phải là người xấu. Mẹ của anh và Unsu đều nói. Một cô gái như em rất khó tìm. Và giống em. Chắc chắn anh sẽ cưới em mà. Đúng không? 3 giờ chiều hôm qua, anh gửi tôi giỏ hoa với cái thiệp. Em yêu của anh, bác Yuha, anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Em nói anh làm vậy mà. Anh chỉ viết những gì mà em nói thôi. Nhưng lúc đó, ngay lúc đó anh lại làm gì hả? Tôi thắc mắc, ngay lúc đó anh đang nghĩ gì? Lúc đó, ngay lúc đó. Nói đi, anh đang nghĩ gì? Hả? Mẹ anh bỏ chạy. Cái ý nghĩ xấu xa đó lại xuất hiện trong đầu của anh. Mỗi lần có chuyện là lại hiện lên nè. Hoàng môn, chạy đi. Vậy kênh chạy luôn á. Ơn Sư à, muốn loại bỏ ý nghĩ đó thì bắn vô đầu là hết đúng không? Đúng vậy.
Cho dù có súng, tôi cũng không thể bắn anh. Vì em yêu anh. Hắn còn cười kìa anh Su. Cậu giữ hắn giùm mình một chút nha. Cậu định trả mình bao nhiêu? Toàn bộ tiền của mình. Thỏa thuận vậy nha. À, vậy anh đứng dậy được rồi chứ? Đàn ông mà bắt quỳ vậy là ác lắm đó biết chưa? Quang Mưu, lấy giùm em cái nành. Ờ, đi vệ sinh hả? Một cây hả? Hai cây? Thôi khỏi đi, leo lên lưng anh nè. Anh cõng em hả? Nè em, trời ơi! Mình định cắn cho đứt tai, nhưng mình không làm được. Ơi 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 ơi, bà chạy xe cái kiểu gì kỳ vậy? Tao đây, mẹ mày đây. Mày đổi nghề làm gì hả? Mặc kiểu gì vậy hả? Cứu con đi mẹ, đưa con tới bệnh viện liền đi. Sao vậy, bị gì hả? Sao vậy hả? Con cần cầm máu. Đi liền đi anh ơi. Đi đi, đợi cái gì nữa. Nhanh lên. Trời, đau quá mẹ ơi. Để mẹ xem cái thằng khốn này. Có gì đâu mà xem đâu, tay con sắp rớt ra rồi nè. Cô ta cắn con đó. Cái con đó điên rồi, điên thật rồi. Nó nghĩ gì, nó là ai mà dám cắn con hả? Không sao đâu, con đáng vậy mà. Nó nghĩ nó là Yuha chắc, nó có quyền gì mà dám làm vậy hả? Mẹ à, Yuha cắn con chứ ai. Hả? Usu gọi Yuha tới hả? Không phải vậy đâu mẹ ơi. Đúng là một con điên mà. Usu gọi mẹ hả? Con nhỏ Yuha điên sẵn rồi, sao nó còn gọi được con nhỏ đó tới? Gọi tới để xé xác con ra chắc. Có sao đâu, rách tay làm sao mà chết được chứ. Usu đâu có gọi, tại cổ tự ghé qua mà. Usu gọi mẹ đó hả? Hồi nào vậy? Nhắn tin. Lúc con đang trong nhà tắm hả? Ôi trời đất ơi, tại sao con lại làm vậy hả? Thật là... tay còn sao rồi hả? Còn chảy máu không? Cho mẹ coi chút đi. Nè, có sao không? Thôi mà không sao đâu. Sao hả? Mình bị tự hôn, trật chân rồi còn bị đuổi khỏi nhà. Giờ cậu cho mình ăn mì. Cậu không thấy quá đáng sao? Hôm nay mình có ăn mỗi chén cơm. Sắp xỉu rồi đây. Ít ra cậu phải làm cho mình cơm chiên với thịt xông khói chứ. Cậu nói ăn gì cũng được mà. Mắc cười quá, mình nói gì cậu cũng làm theo hả? Cậu thì lúc nào cũng vậy hết. Cậu dính với hắn như keo rồi cuối cùng lại cắn một đứt tai người ta. Nghe chẳng lọt tai chút nào. Cậu sai rồi, bắt Yuha. Mình hôn hắn, hắn cũng hôn lại mình. Trong khi hôn, mình cảm thấy tức giận, bực bội lắm. Lúc đó mình tức quá nên mới cắn. Hắn bị cái quái gì vậy? Còn mình đang làm gì đây? Cái con điên này, thật... Cậu là bạn mình mà cứ như người dân đó. Cậu phải ủng hộ mình chứ. Cậu không nói với mình hắn sẽ làm vậy. Lẽ ra cậu hắn khuyên mình đừng cứ... Rồi tới ngày đến hôm thì trốn mất đất đó. Có gì mà cậu còn chưa biết nữa. Chúng ta đều biết hắn là một tên khốn mà. Chỉ có cậu lại dính vào hắn thôi. Biết vậy sao cậu không nói với mình rồi kéo mình ra chứ? Cậu đâu có làm đâu. Có ai biết cái tên khốn đó lại bỏ đi ngay lễ cưới chứ. Làm sao biết được. Cậu nghĩ mình là nốt trời đã múc chứ. Lại chứ.
Ăn đi. Dì ơi, con bắp không dì? Còn đây. Mấy hôm nay tự nhiên ta thèm đủ thứ à. Bỏ cơm là có tội với trời. A Di Đà Phật. Còn cái cô này thì làm ngơ tôi vì tôi không phải là người nhà của cổ. Tới từng tuổi này rồi đó, còn làm khó dễ tôi nữa hả? Nói ít thôi. Con ăn không? Dạ có. Tôi đã nói rồi, luộc thì luộc ngay lập tức, đừng để lâu. Bắp ngon nhất là loại bắp vừa hái ở ngoài đồng xuống, rồi phải luộc ngay. Em thấy cũng ngon mà. Chúng ta hái từ đồng bắp Goesan bao lâu rồi? Bắp Goesan nó ngon thì ngon, để mấy tháng trời bây giờ mới đem ra. Dì ơi, con xin lỗi, tại con quên mất. Con đó, lo ăn bắp đi. Ăn bao nhiêu hạt thì đẻ bấy nhiêu đứa nha. Dì kỳ quá đi. Ôi trời ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi là quản lý của cô Dami. À. Anh à. Ra ngoài. Cô thích bắt người khác đợi hả? Em thấy còn sớm mà. Cảnh qua bây giờ sang ngày mai rồi. Anh à, anh đợi em lâu chưa vậy? Sao tôi lại phải làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó? Em không biết, em có biết gì đâu. Em cũng đâu có lằng nhằng với người khác đâu chứ. Nhưng mà ai ngờ em lại gặp vợ anh đó. Yungu cô ấy gặp nhà mua đồ trên mạng. Em biết ngay. Em đâu có nói gì với cô ấy đâu. Em thề đó. Đổi tim khác. Đổi ngay đi. Sao? Thì nói giờ anh đổi đi. Em thì làm ở đó lâu rồi, em không có chuyện đổi chỗ với cổ đâu. Dami. Em làm diễn viên chứ không phải bán thân. Em không đòi hỏi tiền bạc của anh. Em có thể tự mình kiếm ra tiền được mà, anh biết mà. Ý cô là sao hả? Anh có gặp ba nhiều hay không? Ai cho anh nhiều thứ như vậy? Anh nói anh rất ghét họ mà. Anh làm em thất vọng quá đó anh à. Giờ cô lôi chuyện này ra hả? Đương nhiên anh cho em rất nhiều tiền. Em không chịu được lạnh. Lần cuối anh cho em một đống tiền rồi mất dạng luôn. Em tìm được số của anh thì anh đã kết hôn và đang ở Bangkok nữa. Chúng ta đã thỏa thuận là không nhắc lại được cơ mà. Tôi mệt rồi, đổi tiệm khác đi. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em cũng đã đi lòng vòng hết 4 ngày. Em làm gì sai để mà anh đối xử với em như vậy hả? Cô nói giống như là cô hiểu cổ lắm vậy. Sao chứ? Cổ là gì? Là công chúa chứ. Em nói chuyện với cổ thì có tội gì chứ? Nói xong chưa? Đừng vậy mà, em không có nói gì hết. Anh à. Đổi tiệm trang điểm đi. Cô rất ngoan kia mà. Nghe lời đi. Em không ngoan. Đi thôi anh ơi. Ừ. Tôi sẽ làm ra tiền. Sao cô cứ nhắc tới tiền hoài vậy? Đi thôi.
Thật ra con còn muốn cái gì nữa đây hả? Ngày nay con không tìm được ai như con bé Cherin đâu. Nó im lặng, bình tĩnh và còn biết nghe lời người lớn nữa. Nó tốt gấp ngàn lần cái con nhỏ mất nết thèo trai kia đó. Mẹ thích nó lắm. Mẹ muốn nó làm con dâu của mẹ. Rất muốn. Mẹ à. Nó là con nhà giáo dục, lại giỏi. Ta ơn trời là nó để ý tới đàn ông đã từng kết hôn và có con. Con im đi. Nếu không ta lấy kẹo dán miệng con lại đó. Nó cũng từng ly hôn mà. Họ chỉ sống với nhau có nửa năm là được ai nấy đi. Thì sao? Mà nghe nói thằng đó về lắm. Ta thấy tội con bé đó quá. Người tốt như vậy mà. Con trai ta kết hôn 4 năm rồi. Còn có con đó. Chẳng lẽ ta bắt nó ở như vậy? Vậy thì đâu đáng làm mẹ. Sợ cảnh đó lắm rồi. Ảnh đâu có dê xồm. Chẳng qua chồng cổ nghèo rớt mùng tơi thôi. Ảnh cưới cổ là vì tiền. Nhưng sau đó ảnh từ bỏ vì ảnh kinh tởm họ. Còn ba mẹ cổ thì nói đừng có sống chung với thằng ăn bám. Mẹ biết gia đình họ tệ mức nào không? Gia đình vợ cho ở tạm một chỗ, rồi hàng tháng con rể phải trả tiền nhà cho ba mẹ vợ. Từ khi đám cưới, ba mẹ cổ không cho cổ đồng nào. Cho đến khi con gái họ xin tiền để cho mẹ chồng chuyển viện, vậy mà họ vẫn không cho. Mẹ biết hay nhất là gì không? Người con rể phải đi bán nội tạng để cho mẹ mình phẫu thuật. Còn nữa, khi ba vợ tới bệnh viện chỉ mang theo có 10.000 won thôi. Lẽ ra ông nên cho họ ít nhất 30.000 won chứ. Tệ nhất là phẫu thuật rồi. Nhưng một tháng sau mẹ chồng cổ mất. Bởi vậy người ta mới ly dị. Mẹ à, con của gia đình có giáo dục sao? Hả? Tỉnh lại đi mẹ. Ok. Nè con đi đâu đó? Con, bộ ta giấu người phải bám vô gia đình thông gia hả? Người ta đâu có tệ như con nghĩ như vậy hả? Dù sao, cũng là còn một, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về nó mà. Ôi trời con trai. Thưa mẹ, con mới về. Tốt lắm, con gọi cho Cherin chưa? Chưa ạ, cô đâu có gọi con đâu. Ôi, sao con lại giống đàn bà quá vậy? Nó hỏi con có đi chung với nó tới viện bảo tàng hay không, con rảnh mà. Mẹ à, con... con bé vừa xinh vừa tội nghiệp, lại còn mắc cỡ nữa chứ. Con mau mau ra làm quen với nó đi. Nó thích sùng ghì lắm đó. Rồi nó sẽ sẵn sẻ với con mà. Người như vậy kiếm đầu ra hả? Có đúng không hả? Con lên lầu đi. Được rồi. Con mệt lắm rồi, lên lầu nghỉ đi ha. Mẹ ơi. Im mồm. Cho con tiền. Một đồng cũng không cho. Hả? Cha 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 cha, cha 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 Xin chào mọi người, tôi là Oinsu, nấu nướng cùng con cái của mình. Thật là tốt. Mẹ cùng bé cùng nhau làm bánh sẽ tạo ấn tượng tốt khiến bé nhớ mãi. Giờ một đứa bé 5 tuổi đã bắt đầu có khả năng làm bếp. Các bà mẹ nên cẩn thận khi chọn nguyên liệu. Các bạn có thể tìm thấy bất kỳ cửa hàng hay là siêu thị nào. Các bạn ấn tượng bởi giá không hề mắc. Các bạn xem nè. Không? Không biết là em có nên nói với anh hay không đây? Vậy là không có gì rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện đó.
Thật mà. Vậy bà xã nói cho anh nghe xem, là chuyện gì? Là như vậy nè, hôm nay là đám cưới của bạn chị em, chú rể bỏ đi giữa chừng khi đang làm lễ đó. Trời, vậy là bị ép cưới rồi. Không phải, chú rể chuyên môn làm như vậy mà. Ngày mà nhà hai bên đính hôn, ảnh cũng trốn đi đâu mất. Hả? Chị em chỉ còn muốn nổi điên lên mà thôi, chị phải đứng ra giúp hai bên để hòa giải đó. Đúng là chị em. Sau đó em ghé nhà để thăm Xuân Ghi. Ờ, họ có khỏe không? Nhưng mà ba của Xuân Ghi tới, vì tuần trước anh không gặp con. Ờ. Em nói chuyện với anh ở quán cà phê một lúc, em hơi thắc mắc. Hình như là Xuân Ghi đang từ từ xa cách em. Cũng có thể... À không, em cứ tưởng là do nội với cô nó nói chuyện của em cho nó nghe. Em nhờ ảnh chăm sóc con giùm em. Ừ, nằm đi. Chị Ui Sụ thật là đáng ghét mà. Dù sao, em và chị cũng đâu có hợp nhau, cũng chẳng sao cả. Đó là sự thật mà. À, anh có biết cô diễn viên tên là Lee Dami không? Không biết, anh không biết. Sao gì? Khi em trang điểm vừa xong, một cô gái trẻ cứ làm như là cổ quen em vậy đó. Em nhận ra cổ nha. Tụi em có nói chuyện với nhau, nhưng lạ ở chỗ là cô hỏi hôn nhân của em có hạnh phúc hay không. Lúc đầu em thấy câu hỏi này thật là nhảm nhí. Giống như mẹ anh vậy, em trả lời lại là có, tôi rất hạnh phúc, rồi tới dự đám cưới. Nhưng em thắc mắc là... Thắc mắc hả? Chồng em có lén phém với cô nào hay không? Em... Cái cục ngốc này. Vợ anh bị ấm đầu rồi hả? Hả? Anh biết Dadami chứ không biết Lidami à? Thiệt là... Cảm ơn trời con tôi không sao. May là nó không cắn đứt tay con. Cái thằng ngốc này, trong quan mô có nghĩa là sáng chói, chứ không phải là mất trí. Tên đầy đủ của con nghĩa là ánh sáng chói chang. Vậy mà con trở nên thành sao vậy hả? Ôi trời ơi, chắc phải như là thầy đuổi tà quá. Hả? Sao mày cứ đi quyến rũ mấy con chằn điên như vậy hả? Lần nào mày cũng phải tốn tiền, ngày nào mày cũng phải cầu trời tha thứ. Cái thằng này, lần này cả triệu quanh cũng không được bỏ qua đó. Vì của nó đã để ý, bệnh viện của chúng ta sắp phải đóng cửa rồi. Mẹ, chuyện gì tới thì tới thôi. Họ muốn gì thì cứ cho họ đi. Con vừa quỷ hoại cuộc đời con gái của họ mà. Tài tiếng sẽ theo cổ dù cổ có đi tới đâu. Chắc là ngày mai trên mạng sẽ có đầy rồi đó. Một hôn lễ vừa bị quỷ hoại, một người phụ nữ tội nghiệp bị tự hôn. Mọi thứ sẽ được đăng lên. Con làm chuyện không thể tha thứ thật mà. Mẹ à, mẹ biết mà phải không? Thằng khốn, mẹ giống núi vàng lắm hả? Mày biết mẹ dành bao nhiêu tiền cho quà cưới không? Con nói mẹ đừng cho cổ nhiều quá rồi. Cũng tại mẹ hết, lúc nào cũng quá tay. Mày, ai mà biết mẹ lại nổi điên làm như vậy chứ? Mẹ tưởng đây là lần cuối rồi, mẹ mừng quá nên mới hơi quá tay. Thì đó, mẹ cho cổ hết đi, cho hết luôn đi. Mẹ không cho con sẽ chết chắc. Chú của cổ làm đại tướng, cổ nói sẽ mượn súng của chú cổ để bắn chết con nữa. Mẹ à, mẹ chọn con là chọn tiền nha. Hả? Hả? Uống đi. Uống xong rồi thì nhớ tè đúng chỗ nha, mấy đứa. Anju, mình buồn quá. Ngủ ngon nha, bu bu. Ngủ ngon nha, chu chu. Nè. Mình nghe rồi. Ngủ chung đi. Nè. Im lặng rồi ngủ đi. Đêm nay là đêm tân hôn. Lẽ ra mình phải ở khách sạn để động phòng chứ. Ngày mai tụi mình còn định tới Hawaii 4-5 ngày nữa chứ. Ơn Su à, nói gì đi. Đi ngủ thôi. Ơn Su à, mình nghĩ chúng ta sẽ sống được bao lâu?
Hả? Sao mình biết được? Nè, tám với mình một chút đi. Có thể ngày mai là tận thế đó. Chúng ta có thể chết sau một tháng hoặc sau một năm. Ai mà biết được đâu. Hoặc là chết trong vòng 10 ngày nếu như nổ ga. Cũng có thể là ngày mai chúng ta đi làm và bị xe đụng chết. Hay là 2 tháng sau bị bão cuốn mất. Hoặc là chúng ta đi băng qua đường ray và chết do bị té bể đầu. Đủ rồi. Cậu cũng có thể chết vì bệnh đột quỵ đó. Nè. Nhìn cái gì ai mà biết được, cậu bị ngay thì sao chứ? Cậu có thể bị tổn thương não do mũi chích rồi chết. Phải rồi, còn gì nói nữa đi. Cậu có bao giờ lắng nghe mình không? Nói tiếp đi, nói cả đêm cũng được. Ở đâu chẳng có cạm bẫy chứ, làm sao mình biết được hết hả? Cậu đừng có nói nhảm nữa được không? Phải rồi, rồi sẽ tới lúc đó thôi, cứ coi như là 10 năm tới đi. Cậu á, quan mô và mình còn sợ thứ gì mà không dám thử chứ. Cậu nghĩ chúng ta sau 10 năm sẽ ra sao? Cậu, mình và Quang Mô, chúng ta vẫn sẽ sống chứ? Ai mà chẳng già đi chứ. Đi chơi với mình đi. Đi đâu? Cậu thích Cinque Terre hay là Positano? Ở Ý hả? Cinque Terre thì nằm phía Bắc, còn Positano thì nằm phía Nam. Xin chào phu nhân. Cảm ơn. Xin chào. Ôi trời, quản lý đây là người mới hả? Dạ đúng, mới đổi. Vậy người cũ đâu rồi? Được gửi tới dự án Gen Pierre rồi. Thăng chức hay là bị đì vậy? Ôi trời ơi, chị kỳ cục quá, một ngày tốt lành nha. Là thăng chức hay là bị đì hả? Dự án đó lớn lắm, cho nên có nghĩa là thăng chức. Mùa này có vẻ hơi vắng khách ha, có đúng không? Tôi xin lỗi. Ôi trời, biển, biển kia kìa. Ôi trời, biển, biển kìa. Biển kìa. Cảm ơn cậu, một ngày tốt lành. Gọi anh tới đột xuất vậy thật là phiền quá. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu phu nhân à. Lẽ ra hôm qua quản lý phải được nghỉ mới đúng. Nhưng phu nhân, lát nữa anh ta sẽ mang cá tươi tới đây ha. Trời ơi. Nói quản lý đi nghỉ đi, chúng tôi không cần vậy đâu mà. Dương, phu nhân à, trưa nay dùng món Nhật được không ạ? Được mà. Dương, phu nhân nghỉ ngơi đi ạ. Một ngày tốt lành nha. Dạ. Tôi ở đây. Tôi ở đây nè, biển ơi. Ta tới biển rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, những muộn phiền trong lòng hãy trôi theo dòng nước. Đừng giữ tình yêu và thù ghét. Mi khổ làm gì mi không được gặp một tình yêu. Mi khổ làm gì mi phải gặp người mà mình hận. Cuộc đời như là cơn gió. Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Đời là như vậy đó. Là như vậy đó. Là như vậy đó. Chị ơi, món Nhật xong rồi nè chị. Trôi theo dòng nước. Ai có thể biết trước được cuộc đời sẽ đi về đâu chứ. Vậy chị có muốn ăn thịt không? Cạn ly. Cạn ly. Con đi ba. Ba vẫn đang ở sân golf hả? Lỗ cuối rồi. Có chuyện gì hả? Tụi con đang ở danh danh với dì và mẹ. Dì Bồ Xanh nói là muốn thấy biển mà ba. Dạ được, dạ. Mẹ định hỏi ba có tới đây hay không đó. Nếu như ba bận thì trưa mai cả nhà về Seoul. Không đâu, ha. Ta cũng đang tính gọi cho con đây. Ta sẽ ở đây vài ngày nữa. Gia đình chủ tịch Gu sẽ đến đây vào ngày mai. Ông rảnh thì tới rủ ta chơi vài ván. Ta cũng đồng ý rồi. Nói với mẹ của con đừng có lo. Cứ cho bà nghỉ ngơi thoải mái. Trước bà một ván 4 ngày là quá nhiều rồi. Bà cúp máy rồi. Lúc nào cũng như vậy hết. Gia đình chú Gu. Được rồi,